Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024. Thiên Định đang có mặt tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Hôm nay là đã trở lạnh rồi chị ạ. Hôm nay là thời tiết tại khu vực Hà Nội là lạnh hơn so với những ngày trước rồi. Lạnh từ từ hôm qua. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với chúng ta một số các cái thông tin về dự án, thông tin về thị trường. Thì như hôm qua, như ngày thứ bảy chủ nhật là Thiên Định cũng tiếp vẫn nói là rất nhiều khách đi tham quan dự án Ocean Park 2, Ocean Park 1, rồi cả Vinhome Cổ Loa. Thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn là vào những cái ngày cuối tuần như thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng sẽ bận hơn những cái ngày đầu tuần. Như hôm nay thứ hai thì bây giờ cũng đã đang 10 giờ 40 phút, buổi gần trưa chị nhá, gần trưa. Thì thứ hai đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là thứ hai tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm thì cộng với thời tiết lạnh đấy, chúng ta nhìn có thể thấy là dừa rất là gió đúng không ạ, thì thời tiết lạnh nên cho nên gọi là kiểu như là cái lượng khách tham quan hay là mọi người đi lại nó cũng ít hơn đấy. Đầu tuần thì lúc nào cũng vắng hơn, nhưng mà riêng chung cư thì lúc nào cũng đông đúc và sầm uất. Chung cư thì mọi người bây giờ là về ở rất đông rồi. À đúng rồi, hôm nay thì Định đang muốn chia sẻ cho chị một số các cái liên quan tới cái việc gọi là đầu tư để quên chúng ta ai mà chúng ta đang kiểu như là đang đang trong cái kiểu như là được mời chào đầu tư thì chúng ta có thể cân nhắc nha. Thì Định chia sẻ luôn là như về về coin này, hiện tại thì có rất nhiều các cái đơn vị về coin đấy mời chào đầu tư, kiểu như là đầu tư góp gói rồi kiểu như là vay rồi giã lãi rồi hoặc là staking coin linh tinh ấy, kiểu như đầu tư về coin các chị ạ. Thì là cô chị chúng ta cân nhắc và nên không nên đầu tư các chị nhá. Gọi là hầu như là tất cả những cái trường hợp mà coin mà đầu tư là lừa đảo hết của chị nhá. Thì định khẳng định luôn tất cả những cái trường hợp mà coin mà cái kiểu như giống như là chúng ta mua coin xong là chúng ta cho staking hay là lending để kiểu như là giã lãi hàng ngày hay là hàng tháng ấy, hay là giã lại coin thế này thế kia là hầu như đều là lừa đảo hết. Đều là kiểu như là đầu tiên là nó sẽ giã lãi thật cho mình này, sau đấy nó cũng sẽ cho mình rút này, nhưng mà hầu như là một thời gian mà khi mà cái mạng lưới cũng hệ thống nó mạnh rồi ấy, là hầu như là nó sập luôn, coi như chúng ta cũng mất tiền luôn, mất tiền trong cái luôn. Nếu chúng ta xác định mà đầu tư coin ấy cũng giống như đầu tư chứng khoán đấy, để xác định chúng ta đầu tư lâu dài dài, mua xong đấy vứt bỏ vào đấy là kiểu như mua những cái coin tốt và bỏ đấy là để lâu trong vòng tổng khoảng từ 1 đến 2 năm, để lâu luôn. Ví dụ như khi nào chúng ta cảm nhận thấy uptrend tình hình nó tăng trưởng nhiều thì chúng ta bán, chứ còn thực ra là đừng có mua xong rồi gọi là đi theo một kiểu như các cái đơn vị người ta mời chào theo cái kiểu như là đa cấp nha chị nha, đa cấp mà cứ giã lãi. Bây giờ các cái trường hợp mà giã lãi cao thì chắc chắn là lừa đảo, khẳng định luôn chứ một điều luôn. Những cái trường hợp mà lừa đảo giã lãi cao mới huy động vốn rồi thế này thế kia là hoặc là lấy người sau giã tiền người trước thế này kia, tất cả đều là lừa đảo hết của chị ạ. Đấy. Cho nên nó đánh vào lòng tham, nó đánh vào cái tiềm năng rồi lòng tham. Tại vì thực ra là nếu như coin Bitcoin hoặc là những cái sản phẩm mà crypto nó là tiềm năng thật sự đấy, nhưng mà nó bị thao túng bởi gọi là những cái gọi là kiểu như là cá mập phía sau ấy, kể cả như chứng khoán cũng vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ là thị trường chứng khoán là bị thao túng rõ ràng luôn, không phải nói gọi là những cái người nào mà trải qua là hoặc là những người nào mà đã sành sỏi đã đầu tư sớm ấy, thì mọi người đều hiểu được đấy. Thì mọi người bơi theo cá mập để chúng ta có thể là kiếm tiền thôi, chứ còn để mà chúng ta có thể là làm đôi khi chúng ta mà không không nhận biết được hay là không có những cái kiểu như là nhanh nhẹn trong cái việc đầu tư đấy, ví dụ như mua bán hay là thanh khoản ấy, thì chắc chắn một điều rằng cái việc mà trước sau chúng ta cũng phải bị mất tiền. Có những người gọi là kiếm được rất là nhiều tiền rồi nhưng cuối cùng rồi cũng cuối cùng cũng mất rồi, cho nên là
khi chúng ta đầu tư ấy, khi mà chúng ta đã có tiền vào rồi anh chị nhá, khi chúng ta đã có tiền rồi và đặc biệt những cô anh chị chúng ta đã có tầm tài chính loanh quanh từ 5 đến 10 tỷ rồi ấy, thì tốt nhất chúng ta hãy hiểu một điều rằng là cái quan trọng nhất nó là phải là an toàn. Cái việc đầu tư quan trọng nhất phải là an toàn. Đấy, chưa biết là chúng ta gọi là có sinh lời được hay không, nhưng mà phải giữ được cái đồng tiền đấy, đừng có để cho nó hoa hụt. Có những người mà đầu tư cuối cùng là cụt hết vốn đấy, đúng không ạ? Cái việc giữ và quản lý tài chính nó cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn cái việc chúng ta kiếm đấy. Chúng ta kiếm được nhiều nhưng mà khi mà chúng ta đã gọi là cái việc mà chúng ta đầu tư sai lầm, đôi khi chúng ta kiếm cả 100 tỷ nhưng mà chúng ta mất nó rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta mà kiếm được kể cả 2-3 tỷ thôi nhưng mà chúng ta giữ được thì nó cũng là cái thành công rồi, đúng không ạ? Cho nên cái quan trọng là cái bài học gọi là quản lý về tài chính nó cực kỳ quan trọng. Đấy cô chị nhá. Quản lý tài chính và cái việc lựa chọn đầu tư nó cực kỳ quan trọng, cho nên thì định phải chia sẻ luôn là chúng ta phải tìm những cái người mà những người có tâm. Đấy, những người mà phải thật sự có tâm tư vấn đầu tư rõ ràng. Đấy, không vụ lợi. Đấy, thì như thế thì cái đồng tiền cũng như là cái tài chính của chúng ta nó mới sinh sôi nảy nở được, nó bền vững được. Chứ thực ra chúng ta phải hiểu được rằng là đấy, giống như Thiên Định là một người, ví dụ như mình là chơi đi, chơi coin đi, nhưng mà thực ra là khi mà chơi, ví dụ như là mình chơi, ví dụ như các cái đa cấp là cái kiểu như cứ mời người này vào người kia rồi giã lãi thế này thế kia. Chúng ta phải hiểu được là khi cái người trước ấy mời chúng ta vào thì nghiễm nhiên là cái người trước khi mời vào thì sẽ có phần trăm, hoặc là sẽ có chúng có mã giới thiệu thế này thế kia này. Thì thực ra là nếu như một người mà không có tâm ấy thì luôn luôn vì cái vụ lợi mà cứ thế nào có những người người ta còn bất chấp, người ta mời cả người thân, mời cả bạn bè đấy, mời những người thân trong gia đình tham gia đấy, mục đích là cũng chỉ là kiếm tiền thôi đấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phải hiểu được một điều rằng là đấy, đánh vào lòng tham của chúng ta là lãi thế này thế kia này, rồi sau này tăng giá thế này thế kia này, đầu tư 1 tỷ là kiếm 10, 1 năm là kiếm cả 10 tỷ hay là 2-3 năm là kiếm cả 10-20 tỷ này, đấy, phải trở thành tỷ phú này thế này thế kia. Tất cả những cái bánh bẻ đấy nó đều gọi là đánh vào lòng tham hết. Và chúng ta phải hiểu được là tất cả các cái thương vụ mà đầu tư thất bại hoặc là bị lừa đảo hay là ấy, nó đều liên quan đến cái gọi là lòng tham của chúng ta, cảm xúc của chúng ta đấy. Và cái sự không hiểu biết nó sẽ làm cho cái đồng tiền của chúng ta mất, gọi là mất. Thiên Định phải chia sẻ luôn là đôi khi là những người kiểu nhiều tuổi ấy đấy, rất bị dễ lừa, rất dễ bị lừa đấy. Đôi khi những người nhiều tuổi mà kiểu như những người mà ví dụ như có được tiền để dành này, hay là có thể là con cái đi nước ngoài gửi tiền về này, hoặc là có thể là tự ví dụ như là mua đất, ngày xưa có một số mảnh đất thì bây giờ bán đi có tiền gửi tiết kiệm, nhưng mà gọi là cũng muốn sinh lời thế này thế kia. Toàn là những người kiểu như không có kinh nghiệm về đầu tư. Đấy, thì khi mà có một cái đồng có một cái lượng tiền nào đấy nó nhiều đấy, và nó lại đánh vào cái lòng tham nữa, thì chúng ta tại vì sao là khi mà đã một người mà nó cầm tiền ấy, đấy thì cái kiểu như là giống như là trong túi mà có 10 đồng ấy mà mua một cái gì đấy 1-2 đồng ấy, rất là dễ, và lúc nào cái tâm trí cũng muốn gọi là xuống tiền để mua, kiểu như khi đã thích rồi, hay là khi mà đã có một cái mối nào có thể là sinh lời hay là ích tài khoản thế này thế kia, nó đánh vào lòng tham mà chúng ta rất dễ xuống tiền, với chúng ta rất dễ bị mất tiền. Cho nên chúng ta phải hiểu được một điều rằng là cái yếu tố khi mà chúng ta đã, những cô chú anh chị chúng ta ai mà đã xem những cái video của Thiên Định thì ở những cái trường hợp như này Thiên Định đã chia sẻ cách đây có khi 1-2 năm rồi, là Thiên Định đã chia sẻ rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta đầu tư mua bán, đầu tư nó phải thật an toàn không chị nhá, thật an toàn, đừng có mạo hiểm, và đừng có mong là 1x10 hay 1x5 gì đấy. Mà cái quan trọng là đôi khi có những cái thời điểm mà chúng ta chỉ cần giữ tiền thôi, không cần phải sinh lời, chỉ cần giữ thôi là đã là thành công rồi chị nhá. Đấy, cho nên là cái yếu tố an toàn cực kỳ quan trọng. Thì hôm nay thì mình chia sẻ kể cả nói chung là liên quan về ví dụ như là chứng khoán thì nó khác, chứng khoán thì nó an toàn hơn. Chứng khoán thì chúng ta được nhà nước đảm bảo đấy, và đồng gọi là nó không bị sập hay là cũng bị hack tài khoản thì rất là khó, hay là như này kia, hay là lừa đảo theo cái kiểu như là Bitcoin thì nó hầu như không có. Cho nên cái kênh chứng khoán cũng là cái kênh an toàn, nhưng mà chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm mua nó hợp lý. Còn thực ra Thiên Định chia sẻ luôn là để mà chu kỳ chứng khoán nó tăng còn mướt của chị nhá, chứng khoán mà tăng được phải tầm khoảng 2 năm. Tại vì sao chúng ta phải hiểu được một điều là chứng khoán
cái chu kỳ của chứng khoán thì lúc nào nó cũng 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 sẽ gọi là kiểu như tăng trưởng trước trước bất động sản tầm khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Thế thì theo cái chu kỳ của chúng ta có thể thấy được là đến thời điểm này bất động sản mới nó mới có tầm khoảng 2 năm thôi. Đấy, theo cái chu kỳ mới là mới có 2 năm thôi, là từ 2022 đến 2024 đúng không ạ? Thì mới có hơn 2 năm. Và chu kỳ của nó là 10 năm thôi. Thì chúng ta nhìn thấy được rằng là cái chứng khoán nó phải ít nhất phải tầm bao nhiêu năm nữa? Còn lâu chị ạ. Còn lâu chứng khoán mới có sự tăng trưởng đột phá. Còn cái việc mà tăng gia tăng bình thường ấy, có thể là một năm tăng từ 5 đến 10% hay là có thể là tăng 20% thì nó cũng sẽ có sự tăng trưởng. Nhưng mà để mà nó đột phá các chị ạ thì nó sẽ còn lâu hơn. Đấy, nhưng mà Thiên Định chia sẻ luôn là cái việc chúng ta đầu tư mà chúng ta giữ lâu dài ấy, đấy, chỉ mua thôi và để đấy cả tầm khoảng từ 5 đến 10 năm xác định luôn ấy, thì chắc chắn là ai cũng sẽ thắng trong thị trường chứng khoán hoặc là kể cả thị trường về coin ấy. Thì coin thì chúng ta phải hiểu được là mỗi một năm thì chu kỳ của nó cũng sẽ có sự tăng trưởng, ví dụ như là trong khoảng 2 đến 4 năm này. Đấy, chu kỳ của bất động sản thì nó dài, chu kỳ của coin thì nó ngắn hơn, chứng khoán thì nó cũng sẽ chứng khoán thì chúng ta sẽ theo với bất động sản. Hay là nói chung là quan trọng là cái việc mà chúng ta đầu tư thì xác định cái gì cũng phải lâu dài chị nhá. Đấy, lâu dài và xác định là nó phải an toàn. Thì chúng ta chọn những cái kênh đầu tư an toàn. Thì cái kênh an toàn nhất đó là bất động sản. Đấy, bất động sản là một cái kênh an toàn nhất. Đấy, và thực ra Thiên Định chia sẻ luôn là kể cả cho 1-2 năm hoặc là 1-2 năm có thể là chừng, nhưng mà chúng ta phải hiểu được là chắc chắn rồi, không có cái gì có thể tăng mãi được, đúng không ạ? Khi mà một cái tất cả một sản phẩm để mà liên quan đến đầu tư hay là một cái dòng tiền nào đấy, hay là kể cả trong cuộc sống của chúng ta đi, trong cuộc sống của chúng ta cái gì nó cũng sẽ có sự tăng trưởng một cách gọi là bùng nổ, sau đấy thì nó sẽ là kiểu như là nó sẽ có cái sự là giống như là điều chỉnh ấy, giảm sau lại tăng lên. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là cái chu kỳ tới đây sẽ là cái chu kỳ gọi là cơ hội cuối cùng. Đây, chu kỳ này sẽ là cái chu kỳ cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể kiếm tiền được từ bất động sản và có lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ bất động sản chị nhá. Tại vì khi mà tất cả mọi người cũng ai cũng đều nghĩ rằng là bất động sản nó chỉ có tăng thôi, nó sẽ không bao giờ giảm các chị nhá. Nó sẽ không bao giờ giảm, dù nó có giảm thì nó cũng sẽ giảm một thời gian hoặc là điều chỉnh một thời gian. Nhưng chúng ta phải hiểu được một điều ấy, tất cả mọi cái nó sẽ không tuân theo một cái quy luật như vậy liên tục được. Cái gì nó cũng vậy, lên một cái đỉnh cao nhất thì nó sẽ xuống một cái sâu nhất. Đấy, chúng ta phải hiểu được như vậy nhau chị nhá. Đấy, cái gì cũng vậy. Đấy, thì cái sâu nhất nó là cái điểm mà khi gọi là có thể là chiến tranh thế giới nổ ra. Đấy, nó có những cái trường hợp mà nó làm cho thị trường bất động sản nó khi đấy mọi người chẳng cần quan tâm đến bất động sản nữa, đúng không ạ? Nhưng mà cái đấy nó sẽ xảy ra. Và là cái chu kỳ mới, đây là cái chu kỳ Thiên Định chia sẻ luôn, là chu kỳ mới là chu kỳ có những cái chính sách của nhà nước nó sẽ làm cho thị trường bất động sản nó sẽ đao chen rất là sâu. Đấy, chắc chắn là nó sẽ đao chen rất là sâu. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là chúng ta phải có những cái gọi là đường hướng đầu tư cũng như là thời điểm nó đúng đắn, thì chắc chắn là Thiên Định nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tối ưu được là cái tài chính. Thực ra là Thiên Định cũng phải chia sẻ thật luôn là bây giờ thì bất động sản ai cũng bảo là bất động sản tăng cao rồi. Đấy, nhưng mà thực ra là chắc chắn rồi, nó tăng cao rồi nó sẽ có điều chỉnh giống như là chừng thôi, chứ còn kiểu gì trong những năm tới đây chắc chắn này thị trường bất động sản nó sẽ tăng trưởng nhiều của chị nhá. Đấy, và cái cơ hội chu kỳ này là cái chu kỳ mà chúng ta đầu tư hợp lý đấy. Còn riêng về vàng thì theo nhận định thì chắc chắn là vàng trong thời gian tới là vàng sẽ tăng, kể cả vàng có giảm nhưng mà nó có sự điều chỉnh mà Thiên Định đã chia sẻ rồi, điều chỉnh rồi nó lại tăng chị ạ. Tại vì sao, là những cái yếu tố mà bất ổn định trên thế giới nó sẽ làm cho cái thị trường vàng nó còn tăng nữa chị ạ. Nó còn, nói chung là đấy chỉ là một yếu tố quan trọng thôi, còn rất nhiều yếu tố. Thì đối với những khách hàng của Thiên Định như thời đại điểm vừa rồi, từ đầu năm đến bây giờ mà ai mua ở Ocean Park 2 thì kể cả Ocean Park 1 thì Thiên Định đánh giá luôn là Ocean Park 1 đợt từ đầu năm đến giờ là Ocean Park 1 tăng tương đối chậm, không tăng nhanh các chị nhá. Nhưng mà riêng Ocean Park 2 là tăng tương đối nhiều. Đấy, riêng Ocean Park 2 thì những cái sản phẩm mà khách hàng nào mà đã mua từ đầu năm đến giờ mà Thiên Định mua được là hầu như cũng tăng tương đối nhiều các chị ạ.
tăng vậy tầm khoảng từ 15%, 15 10 10 đến 15%. Đấy, có những sản phẩm có thể tăng lên đến tầm khoảng bao nhiêu ạ? Gần 20%. Đấy, nhưng mà chúng ta phải có những cái sản phẩm mà chúng ta mua, nó phải thứ nhất là chúng ta mua được giá tốt. Đến thời điểm này cũng vẫn còn tương đối nhiều căn với cái mức giá rất là hợp lý. Hiện tại thì chính sách của chủ đầu tư đưa ra cũng rất tốt luôn chị ạ. Chính sách chủ đầu tư đưa ra có những cái căn mà vẫn đang đang chính sách cũ này, giá cũ này bây giờ nó cũng đang hợp lý. Ví như có những căn 60 mét bây giờ giá nó chỉ rơi tầm cũng thanh toán sớm nó chỉ rơi tầm 7 tỷ 8 thôi. 7 tỷ 8 với mức giá cũng phải nói cũng cực kỳ hợp lý chị nhá. Ở khu Vịnh Tây. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một số sản phẩm tại phân khu Đảo Dừa, những phân khu đóng. Ocean Park 23 thì nó rất tiềm năng chị nhá. Đấy, có những cái thời điểm mà chúng ta không nên mua, có những thời điểm trên định khuyên chúng ta không nên mua, nhưng mà bây giờ là cái thời điểm mà Ocean Park 2, Ocean Park 3 thời gian tới cũng như những cái năm tới là Ocean Park 23 nó sẽ bùng nổ đấy, thời điểm mà mọi người nên giữ anh chị ạ. Bây giờ những cái ai mà đang có hàng nên giữ, còn những ai mà chưa mua mà đang có ý định mua thì nên mua sớm. Tại vì sao? Là để càng ngày giá càng tăng. Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì kể cả những cái sản phẩm của Ocean Park 2, Ocean Park 3 càng ngày chủ đầu tư càng tăng giá đấy. Mà đôi khi thực ra Thiên Định chia sẻ thật luôn là như thời điểm trước ấy, Thiên Định có tư vấn là có những cái thời điểm có thể là hết ân hạn thì những cái sản phẩm tại Ocean Park 2, Ocean Park 3 có thể là sẽ gọi là chúng ta có thể mua được giá tốt. Thì cái đấy cũng là điều đúng của chị nhá. Dự án nào cũng vậy, khi mà thời gian hết ân hạn thì nó có những cái trường hợp mà khách hàng không mua à không 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 có tiền để tất toán ngân hàng, hoặc là không có tiền để kiểu như là để tất toán khoản vay ấy. Thì lúc đấy phải giã lãi, mà giã lãi với lãi suất cao thì gọi là có thể là không chịu được lãi suất, thì khả năng lúc đấy có rất nhiều căn có thể là người ta sẽ bán giá gọi là giá giá thấp, hoặc là có thể là giá bằng chủ giá chủ đầu tư. Thì đấy, cái lúc đấy là cái cơ hội để chúng ta có thể mua lượt tiếp theo, thì đấy sẽ là cái cơ hội thứ hai sau cái cơ hội thứ... Nói chung là thời điểm thì chúng ta mua thời điểm, có những cái thời điểm mà bây giờ hoặc là đến thời hạn tất hết thời hạn tất toán. Nhưng mà đối với sản phẩm của chủ đầu tư thì chúng ta, đối với Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì như cái thời điểm Thiên Định đã chia sẻ đấy, Ocean Park 2, Ocean Park 3 những cái thời điểm khó khăn thì đa số mọi người mua hầu như không vay. Nhưng mà đợt vừa rồi này chị, đợt trước nữa thì không vay, nhưng mà đợt vừa rồi thì đa số những cái căn mua thì hầu như đa số là vay nhiều, vay tương đối nhiều căn là vay đấy. Kể cả như Cổ Loa cũng vậy, Cổ Loa thời điểm đầu nhá mua bán khu Tinh Hoa thì hầu như ít căn vay lắm. Nhưng mà sang đợt sau này này, sang đợt sau này những cái căn mà mua bán sau này hầu như toàn những người mua mua với và mua vay đấy, và dùng đòn bẩy tài chính ngân hàng kiểu như là bên ngân hàng hỗ trợ thì vay 18 tháng. Bây giờ thì chính sách của Cát Tường như Vinhome Cổ Loa thì chủ đầu tư đã cho hỗ trợ vay đến 36 tháng nữa, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà thực ra là ai mà vay 36 tháng thì khá là an toàn, tại vì sau 36 tháng sau thì 3 năm sau thì khi đấy thì theo cái chu kỳ mới thì lúc đấy nó cũng sẽ có sự tăng trưởng rồi. Nhưng mà giá cộng vào thì chúng ta cứ hiểu một điều là cộng vào khi mà chúng ta tăng lên từ 18 tháng tăng lên 36 tháng thì tăng lên 12% của chị nhá. Tăng 12 cộng cộng vào giá thêm 12% nữa. Đấy. Thì những cái sản phẩm hiện tại tại Vinomotion Park 1 thì như vừa rồi thì định cũng bán một số căn rẻ thì cũng đã bán rồi. Bây giờ giá của Vinomotion Park 1 một số sản phẩm liền kề thì cũng không còn nhiều đâu chị ạ. Có loanh quanh đâu đó tầm khoảng 10, 10 16 tỷ, loanh quanh cũng chỉ tầm khoảng 1 2 căn nữa thôi. Còn hầu như hết căn rẻ rồi. Bây giờ Ocean Park 1 hết căn rẻ rồi. Bây giờ nếu như muốn mua rẻ mà dưới 10 tỷ chúng ta chỉ sang Ocean Park 2, Ocean Park 3 thôi. Đấy, còn Ocean Park 1 thì bây giờ chúng ta dần dần sẽ càng khó mua hơn, khi mà những cái căn liền kề được bán đi thì dần dần thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mua hơn nhá. Khó mua hơn. Như ngày hôm nay là thời tiết cũng đang có mưa đây, đang có mưa. Mưa nhưng mà mưa bé. Thời tiết này bên ngoài thì lạnh, còn chị nhà mọi người hôm nay là toàn mặc áo ấm đi rồi hết rồi. Đấy, thì Thiên Định chia sẻ những cái yếu tố cơ bản như vậy thôi. Thị trường này Thiên Định chia sẻ luôn, đối với Ocean Park 1 thì thị trường mua bán nó cũng cứ túc tắc thôi. Như ví dụ như là từ đầu tuần đến giờ, à từ từ như tuần vừa rồi ấy, hôm nay là thứ hai mà, thì như tuần vừa rồi thì cũng giao dịch được tổng cộng 4 5 căn. Đấy, kể cả liền kề này, song lập này. Đấy. Đơn lập thì hầu như là đơn lập thì Thiên Định chia sẻ luôn là đơn lập đợt này cũng không còn nhiều căn bán. Có những sản phẩm đơn lập thì rẻ nhất Ngọc Trai thì bây giờ cũng phải rơi tầm khoảng 61,5 tỷ. Đấy, hơn 61,5 tỷ. Còn ngoài ra có những đơn lập góc bên ngoài như ở San Hô hoặc là Ngọc hay là ở Hải Âu thì giá cũng loanh quanh đâu đó tầm khoảng từ 42 đến 48 50 tỷ.
Đấy, tùy vị trí nữa, tùy phân khu nữa, tùy diện tích nữa chị nhá. Đấy. Còn liền kề thì ví dụ ở Hải Âu 2 liền kề bây giờ hoàn thiện rồi, nó rơi tổng khoảng từ 20,5 đến 22 tỷ, 21,5 tỷ, tùy những sản phẩm, ví dụ như có căn hoàn thiện rồi đang cho thuê thì giá cũng sẽ cao hơn những căn thô, đúng không ạ? Còn đối với những cái sản phẩm kiểu như là song lập thì bây giờ rẻ nhất vẫn là Hải Âu 3. Hải Âu 3 thì Định đã chia sẻ rồi, Hải Âu 3 cũng loanh quanh tầm khoảng 24,5 tỷ đến 25 tỷ những cái căn hoàn thiện rồi chị nhá. Còn thô thì nó giá sẽ cũng rơi tầm khoảng 24 tỷ. Đấy. Đối với Vinhome Cổ Loa thì thị trường tại Vinhome Cổ Loa thì mua bán thì đợt này Thiên Định chia sẻ luôn là phân khu cát tường ra hàng dù giá rẻ hơn nhưng mà về cái việc giao dịch mua bán thì nó cũng chậm, nó cũng không nhanh được. Đấy, và cái lượng khách hàng mua vào thì nói chung là mọi người cứ âm thầm mua thôi, nó cũng không sốt sắng như cái thời điểm Ocean Park 2, Ocean Park 2 thời điểm 2022. Nhưng mà hầu như là cái lượng khách giao dịch cũng có nhưng mà nó không nhiều của chị nhá. Lượng khách giao dịch của Vinhome Cổ Loa thì nó cũng bình thường. Đấy. Đấy, nó lượng khách quan tâm thì nhiều nhưng mà lượng khách chốt hàng thì mọi người như thời gian vừa rồi thì cát tường ra hàng nhưng mà so với cái sóng đợt đầu của phân khu Tinh Hoa và phân khu Thịnh Vượng thì phân khu cát tường dù rẻ hơn nhưng mà bán chậm hơn của chị ạ. Còn cập nhật thông tin một số căn tại Ocean Park 2 3 chị nhá, ví dụ như Ocean Park 2 đi thì Cọ Xanh Hải Âu hay là Trà Là thì loại 48 m thì bây giờ loanh quanh tầm khoảng 6 tỷ 2 đến 6 tỷ 3, 6 tỷ 4, 6 tỷ rưỡi. Những cái loại mà 63 m, 65 m thì giá cũng rơi tầm khoảng từ 7 tỷ 3, 7 tỷ 2, 7 tỷ 3, 7 tỷ 4 đến 7 tỷ 8. Đấy, ở sao biển thì giá cao hơn, sao biển thì ví dụ như căn 58,5 m thì giá cũng đã rơi tầm khoảng 7 tỷ rưỡi. Hay là căn 67,5 m thì giá cũng loanh quanh tầm khoảng 8 tỷ 7, 8 tỷ 8, 8 tỷ rưỡi đến 8 tỷ 8. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể mua cho mình những cái căn đã hoàn thiện rồi. Đấy, đã hoàn thiện rồi thì giá của nó loanh quanh nó sẽ cộng thêm tầm khoảng từ 500 đến 1 tỷ tùy theo nội thất. Căn nào hoàn thiện 2 tầng thì rẻ hơn, căn nào hoàn thiện 5 tầng, full 5 tầng. Có những căn đang cho thuê luôn nhá, hoặc là tổ ấm ăn vui bây giờ vẫn còn những cái căn còn thời hạn tổ ấm ăn vui. Thì tầm khoảng 10 tỷ đổ xuống thì tại Ocean Park 23 thì bây giờ vẫn rất nhiều sự lựa chọn của chị nhá. Vẫn rất nhiều sự lựa chọn, loanh quanh đâu có diện tích từ 70 m đổ xuống, từ 48 m đến 70 m đổ xuống là loanh quanh tầm khoảng từ, ví dụ như chúng ta có thể mua cho mình những cái căn ví dụ như là đảo Dừa thì như đảo Dừa vẫn còn những cái căn xẻ khe 84 m như đảo Dừa 155 Thiên Định đang có căn xẻ khe. Giá của nó thì tầm khoảng 10 tỷ 6 cho một căn xẻ khe. Đấy, giá cũng rất là hợp lý của chị. Xẻ khe nó giống như một căn song lập của chị nhá. Giống như một căn song lập. Đấy, nó không như xẻ khe bên Cổ Loa. Xẻ khe bên Cổ Loa thì là nó là cái khe đi chung của các cái dãy thôi. Đấy, thì nó không được tính vào đất của nhà. Đấy. Nhưng mà ở Ocean Park 2, Ocean Park 3 thì là xẻ khe nó là diện tích trong sổ luôn. Cho nên là đối với về thiết kế thì đối với Vinhome Cổ Loa thì Định thấy là nó sẽ thoáng hơn nhiều so với Vinhome Ocean Park 2, Ocean Park 3. Tại vì nó có những cái lối như vậy thì chúng ta đi qua đi lại nó sẽ làm cho thoáng cái dãy luôn. Nó không quá heo hút, nó không có hút quá mà chúng ta có thể đi từ dãy này sang dãy khác nó rất là tiện, đúng không ạ? Vinhome Cổ Loa thì rất là đẹp, rất là tiện. Nhưng mà tại vì đấy chủ đầu tư đã rút kinh nghiệm từ những cái dự án trước và sang Vinhome Cổ Loa thì chủ đầu tư đã triển khai cái kiểu như vậy để cho mọi người có thể di chuyển từ dãy này sang dãy khác hay là đi sang các cái tiện ích nó gần hơn. Đấy, nó cũng là một cái mà Thiên Định thấy là rất là hay. Đấy. Thì cái lượng giao dịch nói chung, thị trường nói chung thì hiện tại thì Thiên Định thấy mùa chung cư là giao dịch nhiều. Chung cư thì hiện tại cái lượng giao dịch của chung cư tương đối nhiều, dù giá chung cư có tăng nhiều nhưng mà cái việc mua bán nó cũng tương đối nhiều chị ạ. Thiên Định phải nói là kể cả những cái sản phẩm như Sapphire này đấy, cái loại gọi là chung cư mà giá vừa tiền nhất ấy, thì loanh quanh bây giờ thì nó phải rơi từ tầm loanh quanh đâu đó tầm khoảng từ 45 đến 50 triệu mét rồi. Đấy, giá cũng tương đối cao chị nhá. Căn studio bây giờ rẻ nhất phải tầm tỷ 6. Đấy. Hoặc là tùy khu, ví dụ như bên Pavilion này hay là khu Zurich hay Park đấy, khu bên Ruby ấy thì giá những cái căn thì studio nó phải rơi tầm khoảng tỷ 8 này. Đấy, tỷ 8. Đấy, còn Sapphire thì tầm tỷ 6. Ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn những cái căn hai ngũ ở Sapphire này thì tầm khoảng từ từ 2 tỷ
2,6 đến 3 tỷ, hay là khu Park, hay là khu Zurich, hay là những cái sản phẩm bên Ruby thì nó cũng sẽ cao hơn, loanh quanh từ tầm khoảng từ 2,8 tỷ đến, có những căn mà các cái đơn vị người ta mua xong, ví dụ như căn 1 ngũ cộng 1 này. Đấy, mua xong gọi là người ta sửa sửa hoàn thiện full nội thất thì 2 ngũ 1 ngũ cộng 1 thì người ta sửa thành 2 ngũ. Đấy thì giá bây giờ nó loanh quanh tầm khoảng 2,6 tỷ. Đợt này là Thiên Định đang có mấy khách chung cư người ta gửi bán, nhưng Thiên Định thực ra là Thiên Định chia sẻ luôn là khi nào có khách quan tâm thì Thiên Định chia sẻ thôi. Thực ra chung cư thì Thiên Định chia sẻ luôn là chung cư nếu như chúng ta mua mà để dùng ấy thì nó vẫn rất là ok, tại vì tiện ích của dự án thì nó rất là tốt. Đấy, nhưng cái quan trọng là cái tỷ suất lợi nhuận nếu không cao thôi. Đấy, nó vẫn tăng giá các chị nhá. Đối với chung cư nếu như chúng ta lựa chọn cho mình những cái sản phẩm thổ cư nó không vị trí không được đẹp và không có tiềm năng ấy, thì chung cư như đợt vừa rồi từ đầu năm đến giờ chung cư tăng giá rất là nhiều. Đấy, cho nên là có những người gọi là xác định mua là để dùng nhưng mà sau đấy giá nó tăng rất là cao đấy, thì cũng coi như là cái kênh đầu tư chung cư thì đầu năm đến giờ là tăng rất là nhiều. Đấy. Còn trong thời gian tới thì khả năng có tăng được hay không thì Thiên Định cũng không dám chắc được. Nhưng mà cái việc mà chúng ta mua để mà ở nhau chị nhá, mua để ở hay mua để dùng thì tại Vinhome Motion Park thì chung cư tiện ích rất là đồng bộ. Đấy, phải nói là tiện ích của chung cư thì cực kỳ đồng bộ luôn. Cho nên là cái việc mà chúng ta mua vào sở hữu để mà chúng ta ở hay chúng ta dùng, hay chúng ta có thể là mua chúng ta cho thuê lại, nó cũng là một hướng đầu tư. Đấy. Thì thời điểm này thì cái thời điểm thực ra Thiên Định cũng thấy được là cái sự nhộn nhịp. Đấy, sự nhộn nhịp. Nhưng mà cái việc mà tăng giá tỷ suất lợi nhuận thì chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta phải đánh giá. Thiên Định vẫn thấy được rằng là cái những sản phẩm thổ cư nó vẫn là có cái sự tăng giá nhiều hơn so với những cái căn chung cư. Dù chung cư có tăng cao nhưng mà chưa có những cái sản phẩm thổ cư bên ngoài nó tăng hơn rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà ở trong đây khi chúng ta mua vào chúng ta dùng thì chúng ta ở thì chúng ta hưởng được những cái tiện ích này, rồi nó an toàn này, một cái khu đô thị nó có môi trường sống này, thì đấy là một trong những cái mà chúng ta khi mà chúng ta sở hữu chung cư hay chúng ta ở trong một cái môi trường sống như này là cái được của chúng ta nó rất là lớn. Đấy, cho nên là khi mà xác định mà mua hay định cư để ở thì chung cư cũng là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta nên lựa chọn. Như hiện tại thì chủ đầu tư thì như Capital Land hiện tại đang có sản phẩm là đang mở bán, còn sản phẩm của Capital Land ấy thì giá nó cũng loanh quanh đâu đó tầm khoảng chưa mở bán đâu. Như ngày hôm qua hình như là cũng đã có mở bán rồi, thì giá nó loanh quanh đâu đó từ tầm khoảng hơn 70 triệu, 75 triệu, 73 đến 75 triệu một mét. Thì thực ra Thiên Định chia sẻ luôn là hiện tại thì cái sản phẩm chung cư tương đối nhiều. Nào là chủ đầu tư này, rồi Capital Land này, có Masterdai này. Nói chung là sự lựa chọn thì tương đối nhiều sản phẩm chung cư để chúng ta có thể lựa chọn của chị ạ. Thì ở đây thì nếu như chúng ta mà ai có quan tâm đến những sản phẩm chung cư thì Thiên Định cũng có thể phân tích được nha chị ạ. Tại vì Thiên Định là cái người bán chung cư từ thời điểm đầu mà. Đầu tiên là Thiên Định bán chung cư, sau Thiên Định mới chuyển sang thấp tầng. Đấy. Cho nên là Thiên Định về chung cư để mà phân tích, đánh giá hay là lựa chọn thì nó rất là rành luôn. Đấy, nhưng mà qua một cái thời gian thì mình thấy, mình cảm nhận là chung cư với cái dòng sản phẩm chung cư nó kiểu như là nó về đầu tư ấy, thì nó tỷ suất lợi nhuận nó không cao được bằng thổ cư ấy. Cho nên mình cũng chia sẻ cho cái khách hàng của mình để mình phân tích thôi. Nhưng mà thổ cư nó có những cái mà chúng ta phải hiểu được rằng là nó không có cái sự kiểu như là an toàn. Kiểu như là khi mua thổ cư chúng ta phải hiểu được một cái tính pháp lý cực kỳ quan trọng. Khi mà chúng ta đã lựa chọn cho mình những cái sản phẩm thổ cư ấy thì nó phải chắc chắn về mặt pháp lý và nó phải gọi là an toàn đấy. Nhưng mà thổ cư bên ngoài thì chúng ta phải hiểu được rằng là nó ảnh hưởng rất nhiều cái yếu tố như là đấy, về pháp lý, là về tranh chấp này, rồi về sổ sách này, rồi về nó nói chung là nó liên quan về quy hoạch nữa này. Đấy, chúng ta mua chúng ta phải check quy hoạch cho nó chuẩn này, xem nó có bị vướng pháp lý, vướng quy hoạch hay không này. Cho nên cũng nhiều cái, nếu như chúng ta mà chắc chắn thì là hầu như là những sản phẩm dự án thì nó là an toàn. Còn những sản phẩm thổ cư thì dành cho những người gọi là có cái tính gọi là nó phải là chắc chắn, rồi linh động, là năng động, tìm tòi rồi check thông tin, rồi phải biết được nhiều các cái thông tin. Nói chung là nó sẽ phức tạp hơn so với những sản phẩm chúng ta mua dự án của chị nhé. Ok, thì xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị những video tiếp theo. Thế thì xin chào.